Khi có dự định đi du học Canada thì điều đầu tiên các bạn thường nghĩ đến đó có phải là học phí không ạ? Chắc chắn rồi, đó chính là những chi phí ăn ở này, sinh hoạt và chi phí học tập nữa. Và cái việc nắm rõ chi phí để đi du học thì là một cái điều vô cùng quan trọng. Và thực ra thì chi phí trung bình đối với một học sinh quốc tế trong một năm học 8 tháng ở Canada thường là 12.000 đô. Và đô này tính là đô của Canada nhé. Về chi phí ăn ở thì mình có thể làm rõ cho các bạn. Đó chính là bao gồm ăn ở tại ký túc xá tầm 700 đô một tháng. Và chúng ta có thể ở homestay ăn tại nhà của người bản xứ là tầm 600 đô một tháng. Hoặc là thuê share căn hộ với các bạn của mình thì là sẽ rơi vào khoảng tầm 500 đô một tháng. Về chi phí sinh hoạt thì vé xe buýt một chiều ở địa phương sẽ là 2,75 đô. Còn gọi điện thoại ở địa phương chúng ta có thể mua thẻ điện thoại và sử dụng điện thoại như ở Việt Nam thì là tính vào khoảng 25 xu. Còn bữa ăn trung bình tại nhà hàng thì sẽ là 10 đến 25 đô một người. Và cước bưu điện quốc tế ở đây thì là tính ra là 95 xu, cũng khá là vừa tiền thôi. Và ngoài ra thì chúng ta có thể đi làm thêm để tiết kiệm chi phí đi du học trong quá trình học tập với cái mức lương thấp nhất là 11,5 đô một giờ. Chính phủ cũng sẽ tạo điều kiện cho các bạn làm thêm tối đa 20.000 một giờ, 20 giờ một tuần. Và để có thể trang trải các cuộc sống ở đây thì mình nghĩ là chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn việc đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập, cũng như là có thể tích góp một khoản tiền để có thể gửi về cho gia đình. Và thực ra thì chi phí Canada thì không quá đắt như các bạn nghĩ. Và nhưng cái điều kiện sống ở một môi trường này thì thật là tuyệt vời cho những người mà đang mong muốn có một môi trường sống hiện đại và bậc nhất thế giới, ổn định và cao cấp trong tương lai. Và chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn đi du học Canada trong năm tới này. Và nếu như các bạn còn bất kỳ thắc mắc hay trở ngại nào thì hãy liên hệ với chúng tôi. Và hẹn gặp các bạn tại trung tâm nhé.